Hi, xin chào. Hi, xin chào. Oh my god. Hi, xin chào các em. Xin chào. Wow. Xin lỗi, anh đang dạy lớp hay gì anh em không? À, không biết cái gì đang em không biết cái gì đang xảy ra đây nè. I'm sure you might not know what's going on either, but at the end of this video, I promise you'll learn many new things. In fact, these waters are Cambodian waters of Tonle Sap Lake, the largest lake in Southeast Asia. Here I am. I'm Kyle. Hi. And I've traveled to many places in Vietnam and Asia, and I've met Vietnamese people all over this world. But today's my first time meeting Vietnamese Cambodians. I've been wanting to make this journey for the longest time, and right away, look, a floating Vietnamese gravestone, because there's no land to bury the departed here. I'm far from Saigon, roughly 250 miles away in a harsh climate where only the strongest can endure. Thankfully, Vietnamese people are damn strong no matter how far they are from their motherland. This is one of many floating villages on Binh Ho, as the Vietnamese locals here call it. The main reason thousands of Vietnamese people are present here today was for new economic purposes. During earlier times when borders weren't fixed, some people sought opportunities due to the abundant amounts of fish and crossed into Cambodia. Eventually, they just stayed and raised many generations until this very day. Some people fled because of the Vietnam War and was never able to return after the war's conclusion. Vietnam and the world around them drastically changed, thus leaving many without proper Vietnamese citizenship. Cambodia refuses to grant them citizenship, even if they were born in Cambodia. They're given residency papers, and only for those who could afford them, and only if they lie and file that they were born in Vietnam, even if they've never stepped foot on Vietnamese soil. They are like water hyacinths, Lục Bình, going with the water's flow. Their roots dangle without any support. Surviving together in open waters is all they know. And who knows where it'll take them. Hopefully to school. Every few moments, there's a boat that whizzes by, so how can they learn? Meet Thuy, the principal of the Catholic primary school. 30 years on the lake, and I had a lot of questions to ask her. Em cũng biết hỏi vậy nè, thấy này nó hơi lạ quá. Hơi đặc biệt trong... Sao? Thanks to her, I was beginning to form an idea of what this place was all about. Nhiều người sẽ... Một phòng ngoài cái bên nhà thờ thì các cái phòng danh gì đó. Ở đây thì người chỗ nó ăn uống cho các cháu hàng ngày rồi rửa. Vừa hiệu trưởng mà vừa người nấu ăn. Trong coi mà everything. Quản lý bảo vệ luôn la dọn dẹp everything here. Nhưng mà đa số mấy em ở trong cái trường này là cấp 2 cấp 3 không có. Cấp 2 cấp 3 nó học lắm. Trong cái làng này không có. Là chưa nó học vừa xong biết là cha mẹ nó bắt cái đám cá hết trơn rồi. Cho học tới nữa. Khổ gì đó. Cha mẹ không cho học luôn. Dạ, bây giờ nó học tối mà phải đi kiếm cá, bắt con cá ngoài biển ăn. The children's lack of school made me quite emotional and confused, and then Thuy told me something else quite devastating. Cái này nó rất nhiều với em để em đang giống như là cái điều mà chị nói em đang muốn giống như là khó nuốt được không? Dạ, đúng rồi. Nó hơi nó hơi phức tạp trong đời em, tưởng cái này nó hơi đơn giản hơn vậy. Even if you don't ask for it, your boat driver will take you to this market. This is where some evil entity is exploiting the generosity of tourists. You can buy rice, noodles, and candy, which are supposed to be distributed to the school children. If only it was that simple. Now, the prices here are a little bit inflated, but they're reassuring me, and I'm standing here kind of like, I don't know who to trust, but they're reassuring me that all the proceeds and profit goes directly to the children. For example, the school uniform. Trong cái số phần trăm nó sẽ cho học sinh mua đồng phục. Không có gì hết, nghe lời nó để túi nó hết á. Vậy là nó đưa gạo chị, nó không đưa gì hết? Không, đưa gì cho đây đấy, vậy thôi đó. Để đây, Việt Nam nha, nói rõ chú biết luôn, những cái bao gạo chở ra như vậy không? Chúng nó còn phải lấy lên mấy chục kilo nó mới cho em ăn hết như vậy đâu. Người Việt Nam mà nói rõ ý kiến cho nghe thôi. Nên chúng em phải làm được cho biết mối chuyện ra bên nhà thờ á. Chứ không, mình không dúng vô làm thì mình không biết gì không, hết. Nãy em nghi rồi, tại vì đây. Lúc mà cái thằng nó nói cái giá em thấy gì mắc dữ vậy. But you can ensure to me that the profit that you make from this bag of rice, because I know this is not a $50 bag of rice. Yeah, it is. It goes straight to these people here. Yeah. Not to the bank. Not to the bank. Okay. The bank is just important to have. Okay, I see. Yeah.
This larger school across from the market is in on it. Sadly, school leaders and the evil entity have teamed up to deceive tourists for their own gains. How can children learn there when they are constantly being bombarded by guilt-tripped tourists thinking they're doing the right thing? When I demanded to go over to the smaller and less touristy Catholic school, nobody was too happy about it, and this flyer should tell you why. I knew em nghi tại vì nhưng mà cho vậy làm sao là cho tiền đây người ta được ăn được thời gian lâu hơn. Ông mà chỉ biết sao ở bên kia ở bên cái thằng nãy nó nói với em á là đừng có đưa tiền ở đây là tại vì họ sẽ bỏ túi họ không cho học sinh. Đấy nó nói như thế. See, you guys see the problem here? Over there, that guy said that if we give money direct to the teachers here, they're gonna pocket it for all for themselves. Up to you, sir. That's no, I'm... Right. Well, what I'm gonna do is I'm gonna just... We'll do one bag of rice. I mean, it's pretty apparent, right? Don't trust a warehouse full of food in an area full of so many hungry children. I felt pressured to buy something because it was my entryway into the schools. The merchant here embedded doubt in my mind about the honesty of the people running the school, and rightfully so. So I fell for their scam, hoping that you and your friends won't make the same mistakes. Unfortunately, even if you came here bringing your own bags of rice, there's no guarantee that the kids and their families would actually see a grain of it. It's a very corrupt situation and demands awareness and attention. You know, in the back of my mind and my heart, I just don't know. You know, I just... It's a little bit shady. Class was over, recess was in session, and kids were being kids, except these kids were playing jacks with chopsticks. You and I both know you've tried that at least once in your life. And eating noodles with spoons, I've never seen this many children eat something so common to me with such vigor. But then again, this instant noodle meal might be their only meal of the day. I asked this little boy what he was doing, and he said he was eating salt. He carefully and calmly ate away at the packet of instant noodle seasoning, the same kinds of packets that our parents warn us against using too much of. Unfortunately, his parents aren't around as they work far away, leaving him to the care of the school and leaving him to all the leftover seasoning he can eat, carefully and calmly. By chance, I met this lady and her young son. Recently, the little boat was taken away because she was begging. She had to borrow money to buy another one because without one, she wouldn't be able to go beg. It's like having a car that you own taken away because you're poor. Your lifeline is gone because you were never given one to begin with. I wanted to go to her house to see what her life was like, and when we rounded the corner, I saw a boat instead of a house. Things became a little bit more real to me. Just seeing her son struggling and eventually pulling himself up along the boat, watching her pick up spilled grains of rice, the chaos that went into my mind when I saw her home. I didn't know what to film, it hit me hard. Still believing in Buddha, by the way. I guess everybody needs hope. She hoped these rotten floorboards won't break soon. Nhưng mà cái ghe này là hồi xưa đâu chỉ có ghe này. Cái ghe này là em mới mua đây nè. Mua đây, ok. Dạ, cái ghe kia chìm, giờ mới mua ghe này. Mua ghe này cũng đi ở đỡ rồi, chú ơi đi cũng rồi xin xỏ kia nọ, Việt Nam nữ đó. Nhưng mà tại sao chị không có về Việt Nam chị sống? Có tiền đâu mà về chú ơi. Không về được. Không về được, không có tiền, thiếu nợ đó trên này, nó khổ không chết. This is her husband. He's native to the Châu Đốc area. Nếu mà anh ra ngoài đất liền, người ta anh nói tiếng Miền, người ta biết là anh là người Việt Nam không? Hay là người cứ nghĩ là anh là người Miền luôn? Biết mà. Biết người Việt. Cái giọng khác đúng không? Dạ, cái giọng khác chứ gì? Tại vì cái tiếng đầu của anh là tiếng Việt Nam. Anh nói tiếng Việt Nam trước. Dạ. Nhưng mà lúc mà anh qua đây là anh mấy tuổi? Qua đây lúc còn nhỏ, 6 tuổi vậy. Anh không nhớ gì hết phải không? Không nhớ gì Việt Nam. It was just so hard to fathom and to imagine his life so far. Because his appearance reminded me so much of my father. Em đã đi rất nhiều nơi Việt Nam. Em đã nói về rất nhiều vấn đề ấy rồi. So em đi vùng xa, vùng ấy rồi Cà Mau, Lạng Sơn, ngoài Bắc là luôn em đi hết rồi. Right? So, yeah. So cái này là một cái địa điểm mà xa vời mà vẫn còn có nguồn gốc Việt Nam. Right? So hôm nay em không có giúp chị nhiều tiền được á, right? Nhưng mà em sẽ cho chị 50 đô. Right? So em muốn cho nhiều hơn nữa nhưng mà tại vì em không có đủ khả năng thôi. Tại vì em không có đủ khả năng nhiều hơn nữa. Tại vì hai tụi em cũng là không phải là giàu hay gì hết. Cho dù em sống ở nước ngoài á, nhưng mà em cũng phải làm việc ấy nhiều thôi. Rồi mà chị phải hiểu là cái ở bên nước ngoài cái lương cao nhưng mà cái chi phí nó cũng cao.
đúng không? So không phải là em dân giàu gì hết, hiểu không? Nhưng mà em muốn giúp chị bằng cái này, mà quan trọng là bằng cái này ngay bây giờ nè. Tại vì cái này là nhiều người sẽ xem hơn, là nhiều người sẽ xem là họ sẽ đến đây. Đến nếu mà càng nhiều người đến đây là nó sẽ tốt cho mọi người ở đây hơn, cái làng này. Tại vì họ sẽ đem thêm cái sự mà giúp đỡ đến. Just leaving this lady's boat now, you know, there's just so much like emotions running through me, like so much bureaucracy and drama, you know, in this, like certain organizations, certain people are exploiting others for money, you know, schools that are helped out by people, and it's just, it's crazy. Like I really don't know like how to make of this, you know, like it should be as simple as everybody is poor, let's help everybody, right? But if you look at tour boats like these over here, right? These boats are oblivious, guys. They're oblivious to the fact that there are poor Vietnamese people out here. In fact, the Vietnamese are not allowed to take tourists or even talk to them. Only large Cambodian tour boats are available for outrageous prices, and they are your only access to the Vietnamese village. Most tourists are present here because it's just another thing to do in Siem Reap, especially after they've exhausted the ruins and temples. It's merely a little boat ride with lunch and photo ops to snap away at the locals as if they're zoo animals on display. And ultimately, the problem is the locals don't benefit, well, except a few corrupt ones, from tourism at all. Yet, without the locals, there would be no tours, no spectacle for the hundreds of boats and thousands of tourists to take photos of. And even if you wanted to, you can't meet the real locals because they're not a part of the tour package. And after experiencing this woman's story, I suddenly decided that I wasn't ready to leave this experience yet. I want to stay. I want to stay after 5. I want to stay until it's dark. But there's nothing to eat, so you don't have to stay with me. What you can do is you can take the driver home, take the boat back, and that's fine. So I bid my boat driver and my friend Andrew a farewell and a goodbye, and I stayed behind. And almost immediately I met this woman. She reminded me of my mother for some reason. And yes, I was scared to be out there by myself with no way to communicate with anybody and no set way to return to the city. I don't even know how to swim. And yet I trusted my life in the hands of complete strangers. But when you're passionate about something, when you believe in something, fear doesn't stay with you for long. Nhưng mà đó là hồi xưa tình cờ gặp nhau, hai người cũng cùng dân ở đây hay là sao? Hay là... Gặp nhau ở Việt Nam. Nhưng mà chú cũng người dân ở đây đúng không? Dạ. Trước khi đó. Trước khi thì ở đây, rồi sau là ổng cũng về dưới còn nhỏ vậy đó. Dạ. Rồi tới lớn. Lớn lên. Dạ. Rồi cái hai người mới gặp nhau. Dạ. Rồi cái hai người cứ trở lại đây chung nhau luôn. Dạ. Vì cha mẹ ổng đi lên đây nè. Ừ, cha mẹ ở đây. Dạ. Rồi cha mẹ cô cũng đây luôn. Không, cha mẹ ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Cha thì bị Miên nó bắt giết ở Nam Phinh đó. À, ok. Còn mẹ thì giờ chết ở Việt Nam. Ổng không có về. Chưa về hả? Vì dòng họ với ổng không còn. Không còn ai nữa. Dạ. Nhưng mà có bao giờ giống như có cảm giác là không có cái sự cá nhân giống như tự do. Là giống như là từ nhà nhìn vô là thấy người ta hết. Có bao giờ mà thấy hơi kỳ vậy không? Hay là quen vậy phải chịu vậy phải không? Quen hết, người ta nói ngay đi giờ ở đây người ta cũng người dân, người ta hiền không, người ta đâu có mặn không được. Không thì cô không có bao giờ cảm giác là giống như là muốn đóng cửa cái không cho không ai biết mình ở đâu hay là gì hết hả? Không đâu. Không cần thiết cái vụ đó hả? Dạ. Có bao giờ ganh tị với nhau giống như là ô người này đâu. Có người này có ghe lớn hơn người kia ghe nhỏ hơn không? Người nếu mà mình muốn vậy thì người ta thấy người ta bự, mình gác mình bằng kiếm tiền mình bằng bự với người ta vậy đó. Nhưng mà bình thường Nga bây giờ hiện tại giờ cô thu nhập một năm có tới 100-500 đô chưa? chưa tới 500 đô một năm không được đâu. Không được. Ở miền Nam khó sống hay sao cô qua đây sống thì nó cũng mình đi mặn mướn đồ này kia thì cũng sống qua ngày vậy đó. Mà cũng vất vả rồi cái mới thử qua đây sống. Nhưng mà ở đó hay là ở đây nào vất vả hơn? Thấy chỗ nào cũng vất vả. Nhưng mà ở dưới người ta vất vả nhưng mà tối chiều người ta còn được đi chơi lên đúng bờ rồi. Này kia còn đúng ở rồi. Đây là mà không có chiếc xuồng rồi là ngồi gì rồi, là ngó luôn. Ngó đúng rồi. Dạ. Yes, just staring out at the resilience of Vietnamese women who catch smaller bait fish for their husbands who travel day and night to get to pristine waters where larger fish are. The resilience of Vietnamese women who have to comfort their hungry child alone on days and nights when there's nothing to eat. The resilience of Vietnamese women to keep moving forward against the currents with their own strengths and willpower. And so we did. Onwards to another house. And it's interesting how close neighbors are here.
Everyone seemed very friendly and genuine despite the close proximity and poverty to each other. We were greeted by a house full of children who just stay home while their parents were away. Luckily, they have their grandfather. Originally from Gamau, he's been on the lake since 1980, and it truly felt like I was back in Gamau. He's never been back, though, and will live the rest of his life here. That's just the reality of how difficult it is to go back, even for a visit. These kids might never know what Vietnam is like, but it doesn't stop them from dreaming about it. Meet 18-year-old Yim. Chưa biết hả? Chưa biết Việt Nam là sao? Thiệt hả? Mong ước là đi về Việt Nam chân mà. Thiệt hả? Thiệt hả? Wow. Some of the older kids will learn the Cambodian language, and they even gave me a quick lesson. Bọn ai chứ mua ấy? Mua Yim. Nào cả lãnh ná. Mua Yim là sao? Mua Yim là tôi tên là Yim. À, mua, mua. Smooth. Smooth. Dạ. Ồ, nó khó quá, tiếng đó thì khó. Tiếng miền. Tiếng miền, em biết tiếng miền không? Không. Ủa sao không biết? Không học. Không học hả? Em muốn biết tiếng miền không? Another tourist speedboat passed by and created waves that rocked the house, and I couldn't help but just sit quietly and observe just how amazingly Vietnamese these people were. More Vietnamese than I'll ever be. Mã ha ngồi xuống kim nó ngồi xuống chỗ dựng cát nè, nó gãy nè, nó lầy hết trơn mình nè. Thì có thằng đó, tôi biết thằng đó. Ừ, thế nó vô một cái nó đập cái đất phẹt 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 cái găng hay khói làm gì mà cũng quậy dữ. Cái đất nó văng khói. Meanwhile, late afternoon arrived and the sun blared down like it usually does. Back at the school, things were winding down for the day. The school's curly dog looked like he could use some Netflix right about now. It was so surreal to be at the school. It could have been anywhere in rural Mekong Delta, Vietnam, Minh Tây. Except those kids there have a chance after the fourth grade to continue and to make something out of themselves with endurance and dedication. There's hope, but here there's no middle school, there's no high school. The work demands trump education because there's no future in sight, and that's the troubling thing that tore at my innards. But on the bright side, at least there's dancing here. I couldn't help but notice the children's laughter. School is an escape for them. They love it, they cherish it more than any other kid I know. They respect it so much. I just wish the world would respect them and the universe would give them a chance. And before long, back to reality for them. Time to go home. Maybe not. Probably not. No way. No way. Maybe, who knows? So I spent the dusk hours just conversing with Thuy. I felt so guilty because I wish I could help more, but she said something that really surprised me. Mấy người đó hả? Em mỗi người nãy là em cho quá trình 20 hay là 30 đô. Người ta mừng lắm rồi đó. Là một tháng họ mới làm được gì? Ừ, một tháng họ mới làm được như thế đó. Một tháng công khổ ấy, là bán cá rồi đấy. Bán cá mà lời luôn. Đó. Lời á. Có khi không lời. Khi không lời mất tiêu luôn. Sau một tháng lời có thể từ 20 tới 30 đô thôi. Dạ đó. Là như là như đó thôi. Nào nữa là được nghe. Có khi hên mới nhưng, được. Nhưng mà có khi nào hên nó mới được, nào xui là không có. Đấy, họ mừng lắm. I had no idea that that was all they made a month. I felt better, but still felt guilty because I'm currently not where I want to be in life financially in order to help them. I'm only happy when I can help somebody, and I know I can't help them long term, but an extra month's salary made them happy, and I just have to be okay with that. So how can you help? I'm not here to solicit donations, and I won't take any from you on their behalf. You need to come here and meet the people yourself so you can make the informed decisions yourself.
Just don't make the same mistakes and don't let anyone you know coming to Cambodia make the same mistakes like me. If you're not able to travel, then share this video, raise awareness, and talk to your friends about the Vietnamese people, your own people, living in Cambodia. It's the least you can do. For the first time in a long time, I felt quite vulnerable, quite far from home, far from California, far from Canada, and quite far from who I used to be. Many years ago, I would have never done this, and I have traveled much of Asia and even to Europe, but I don't think anything was as rewarding and humbling as this. At the same time, I'm closer than ever to real people and the real person who I want to be one day. I'm digging towards my roots because everyone has roots. Some of us have roots with no support. Our roots float where Tonle Sap Lake waters take us. Back on land, the area completely changed. A makeshift carnival was in full swing with blaring music, and a smoky meat smell filled the air. The Ferris wheel lit up the moonlit sky like an inferno, and I wandered around unsure how I was going to get back to Siem Reap. I was scared to be alone, but remember, passion and belief makes fear go away, and all I could think about were the people I met. The people and their children stuck in a cycle of poverty, a cycle that without intervention will never break. My heart broke for the corruption and exploitation that plagued people who are merely surviving one day at a time, one fish at a time. People who reminded me of my own family, people exactly the same as you and I. All they have is their culture, language, and laughter. And I can never forget their laughter. Smiling suspends sorrow. Smiling suspends their struggle. Temporarily. Lúc bên gợi thương theo nước trôi, dẫu xa dẫu gần số phận thế thôi. Khi xa rồi, thời gian vô nghĩa mai ngày kia. Next time on Kaolay.net, all Cai Lương talk all the time. Em biết cái tiếng Long này. Thấy hình chứ không biết rồi. Ok em biết cái tiếng Long này. Nó là bạn em. Dạ. Là ông già dữ rồi hả?